Năm con giáp phát tài lộc giàu sang trong năm Đinh Dậu 2017. Người tuổi Hợi, dần Thìn, Dậu, Mùi có vận mệnh cực tốt giàu sang phú quý trong năm Đinh Dậu 2017. Tuổi Mùi, người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền so với những người khác. Người tuổi Mùi khá nhạy bén với những cơ hội ngàn vàng mà người khác không nhìn thấy được. Tuy nhiên, để kiếm được một khoản tiền lớn, người tuổi Mùi phải trải qua bao gian nan vất vả mới có được thành công đỉnh cao đó. Tuổi Hợi, những người tuổi Hợi cũng nhận nhiều may mắn trong suốt năm Đinh Dậu về tài chính. Trong cuộc sống và công việc luôn thuận lợi, tiền vào hầu bao như nước. Bên cạnh đó, ngoài công việc chính, người tuổi Hợi cũng gặp khá thuận lợi trong nghề tay trái của mình khi phát huy được những tài lẻ trong các mối quan hệ để kiếm tiền. Tình hình tài chính hanh thông cho phép bạn thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu. Tuổi Dậu, những thử thách trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu trong năm 2017 khá vất vả. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân sẽ giúp cho họ nhanh chóng vượt qua những chông gai phía trước để giành lấy thành quả, giá trị trên con đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó, họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các vì sao may mắn. Những năm tiếp theo là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Dậu. Ngoài ra, còn nhận được tin vui trong gia đình, không phải chuyện cưới hỏi thì là chuyện con cái. Tuổi Dần, người cầm tinh con hổ Dần sẽ gặp nhiều điều may mắn trong năm 2017. Tiền tài công danh, hạnh phúc trong gia đình sẽ đến với người tuổi Dần. Bên cạnh đó, trong công việc luôn diễn ra một cách suôn sẻ và trôi chảy, giúp mang lại nguồn thu ổn định và đều đặn. Tuổi Thìn, vận may của người tuổi Thìn được phục hồi và nhận được nhiều may mắn, tài lộc so với một năm ảm đạm 2016. Nhờ có quý nhân phù trợ, cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, gia đình giúp cho con đường sự nghiệp công danh của bạn lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, sẽ có khá nhiều ganh tị với thành công của bạn. Do đó, người tuổi Thìn cẩn thận trong từng câu nói, ứng xử ôn hòa khi trò chuyện với người khác. Đối với những tin đồn thất thiệt thì nên im lặng, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Ưng Đại Vệ, hot boy 16 tuổi Thế Lân bị loại khỏi Xiên Mai Son. Những cái tên được kỳ vọng như Ưng Đại Vệ, Đoàn Thế Lân, Vicky Nhung lần nữa dừng bước trong tập 7 của Xiên Mai Son. Tối 1 tháng 1 2017, tập 7 Xiên Mai Son bài hát hay nhất đã lên sóng VTV3. Đến với vòng tranh đấu và sáng tác tuần này là team của Nguyễn Hải Phong gồm 8 thí sinh: Ưng Đại Vệ, Justin, Bùi Công Nam, Đoàn Thế Lân, Vicky Nhung, Hồng Ngọc, Trần Dũng Khánh và Phan Mạnh Quỳnh. Tại vòng thi này, team Nguyễn Hải Phong chào đón cố vấn âm nhạc là ca sĩ Thu Minh. 8 thí sinh được huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong giao chủ đề sáng tác như sau. Justin sẽ sáng tác chủ đề Người Phụ Nữ Việt Nam, Dũng Khánh với chủ đề Cuộc Sống, Vicky Nhung với Văn Hóa Việt, Phan Mạnh Quỳnh sẽ là Hồi Ức Hoài Niệm, Bùi Công Nam là Câu Chuyện Văn Học, Hồng Ngọc là chủ đề Tự Chọn, Ưng Đại Vệ được giao hai chủ đề lựa chọn là Tình Yêu và Người Quan Trọng Với Cuộc Đời, và cuối cùng là Thế Lân với Tình Yêu Tuổi Trẻ. Và như format của chương trình, các thí sinh sẽ được bắt cặp với nhau và sáng tác ca khúc trong vòng 24 giờ. Các cặp đối đầu được huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong lựa chọn là Vicky Nhung, Hồng Ngọc, Justin, Dũng Khánh, Ưng Đại Vệ, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam và Thế Lân. Các thí sinh bắt đầu bước vào căn phòng sáng tác của mình. Mỗi căn phòng tiếp tục được trang trí với nhiều màu sắc, phong cách khác nhau, tạo cảm hứng cho các thí sinh viết nên những ca khúc mới. Cũng giống như team Đức Trí, Nguyễn Hải Phong cũng dành một khoảng thời gian để các thí sinh ăn uống, trò chuyện vui vẻ cùng ca sĩ Thu Minh và giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Sau bữa ăn cùng những chia sẻ về khó khăn và nhận được góp ý từ huấn luyện viên và cố vấn, 8 thí sinh tập trung sáng tác trong không khí vô cùng căng thẳng. Sau 24 giờ cũng là lúc các thí sinh phải trình diễn bản demo ca khúc của mình trước huấn luyện viên và cố vấn. Kết quả cuối cùng, huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong đã chọn Vicky Nhung, Trần Dũng Khánh, Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam. Đặc biệt, trong 4 thí sinh bị loại, cố vấn âm nhạc Thu Minh đã lựa chọn chàng trai 16 tuổi Thế Lân cùng 4 thí sinh được bước tiếp vào vòng thử thách trên sân khấu. Tại vòng thử thách trên sân khấu, các thí sinh sẽ phải lần lượt trình diễn ca khúc mình vừa sáng tác trước hội đồng giám khảo chuyên môn 31 người, gồm các nhà báo và chuyên gia âm nhạc. Mở màn cho phần trình diễn trên sân khấu là giọng ca Vicky Nhung. Đúng như chủ đề huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong đưa ra, Vicky Nhung đã mang đến một ca khúc mang đậm bản sắc dân tộc với tên gọi Việt Nam Những Chuyến Đi. Kết thúc phần trình diễn, huấn luyện viên Đức Trí liền chia sẻ: "Tôi đã học được rất nhiều từ cách viết của bạn, đặc biệt bạn đã đưa giai điệu Việt Nam khéo léo vào ca khúc, lại tinh tế trong cách viết. Chúc mừng bạn có một bài hát rất hay." Huấn luyện viên Lê Minh Sơn chia sẻ: "Tôi rất xúc động, quả thật đến giây phút này, bạn đã xác định được con đường đi của mình, ca khúc lời bài hát trong veo, rất cần thiết cho cuộc sống hiện đại."
Nguyễn Hải Phong cho rằng trong người Vicky Nhung có độ tinh quái rất nhiều và anh cảm thấy rất tự hào. Kết quả Vicky Nhung đã nhận được 24 trên 31 từ hội đồng giám khảo chuyên môn. Thoát khỏi hình ảnh vợ người ta, Phan Mạnh Quỳnh đã viết nên câu chuyện một buổi sớm đầu năm đi tảo mộ. Anh nhớ về những con người đã từng đi qua cuộc đời và viết ra ca khúc mang tên Hồi ức. Nguyễn Hải Phong chia sẻ, anh muốn cho mọi người thấy một góc nhìn khác của Phan Mạnh Quỳnh rất sâu và tình cảm. Qua đó cũng thấy khả năng đặt vấn đề, viết lời của Phan Mạnh Quỳnh rất tốt, sư phụ cảm thấy rất tự hào về em. Huấn luyện viên Lê Minh Sơn cho rằng, bạn đã bỏ sở trường của mình và đi vào một sở đoạn rất ghê gớm. Bạn có khả năng khuấy động đám đông, điều mà tôi không có. Tuy nhiên, huấn luyện viên Giáng Son không đồng tình với ý kiến của Lê Minh Sơn. Bởi với hồi ức, Phan Mạnh Quỳnh đã đi rất xa so với những ca khúc trước đây của anh. Và cô rất bất ngờ vì Phan Mạnh Quỳnh đã viết một ca khúc rất sâu sắc. Huấn luyện viên Đức Trí hào hứng cho rằng, bạn đưa giai điệu kết hợp với ca từ rất có duyên, bạn nói những điều tưởng như khó nói một cách rất dễ nghe, mọi người ở đây sẽ rất dễ hiểu những điều bạn nói. Tất cả mọi thứ đi vào lòng người lúc nào không biết, tôi thuộc giai điệu của bạn ngay lập tức, tôi có thể hát song ca cùng bạn ngay bây giờ cũng được, bạn là một đối thủ đáng gờm trong cuộc thi này. Cùng đồng lòng với các huấn luyện viên, Phan Mạnh Quỳnh đã nhận được 29 trên 31 điểm từ hội đồng chuyên môn. Với chủ đề về tình yêu của tuổi trẻ, Thế Lân đã mang đến ca khúc Giờ Anh Đã Yêu với tình cảm trong sáng đáng yêu mà Thế Lân đã cảm nhận được. Kết thúc phần trình diễn, huấn luyện viên Lê Văn Sơn đã bay lên sân khấu ôm Thế Lân để thể hiện sự mến mộ. Anh chia sẻ, phải cảm ơn ca sĩ Thu Minh, nếu không có Thu Minh thì sẽ không có buổi tối ngày hôm nay. Không thể đòi hỏi hơn một cậu bé 16 tuổi. Và tôi tin, khi nào khi chúng tôi chắc chắn tình yêu của em sẽ lớn hơn. Còn bây giờ tôi không thể nghĩ rằng có thể hưởng thụ một tiết mục sung sướng và lãng mạn như thế này. Huấn luyện viên Đức Trí nhận xét, con luôn có một thế mạnh về điệp khúc, lần nào cũng chinh phục chú. Con đưa thông điệp cũng rất đơn giản. Đôi khi, những người chuyên môn sẽ đòi hỏi về việc làm mới, bài hát của con không mới. Tuy nhiên, đây là trường hợp không cần mới. Nói về tình yêu, đôi khi cần những sáo rỗng rất đời thường và dễ đi vào tai của phụ nữ. Nếu chú là con, chú sẽ viết như thế. Con có một bài hát rất dễ thương, đáng yêu, chúc mừng con. Giáng Son cũng dành lời khen cho phần điệp khúc rất hay và quyến rũ. Đức Trí còn không ngần ngại cho rằng, với đà như thế này cùng giọng hát thì Thế Lân sẽ trở thành hoàng tử mới của âm nhạc. Riêng Nguyễn Hải Phong cảm thấy rất tự hào về cậu học trò của mình. Kết quả chàng trai 16 tuổi đã nhận được 30 trên 31 điểm từ hội đồng chuyên môn. Trường Dũng Khánh là thí sinh trình diễn thứ tư trong đêm thi. Cậu được nhận xét là thí sinh nhỉnh nhất về chuyên môn trong team Nguyễn Hải Phong. Dũng Khánh mang đến ca khúc Người Hiện Đại, nói về cuộc sống bằng góc nhìn dí dỏm trào phúng. Ngay cả khi vừa kết thúc bài hát, huấn luyện viên Đức Trí liền dành lời khen cho Dũng Khánh bởi giai điệu bắt tai, hình thức trình bày tốt. Anh gọi đây là chủ đề rất chua, nhưng Dũng Khánh đã vượt qua. Huấn luyện viên Giáng Son nhận xét, em là thí sinh mang dấu ấn Nguyễn Hải Phong nhất trong team. Em đã học được anh Phong cách trình diễn, chủ đề lẫn âm nhạc xã hội. Sau cuộc thi này, em chắc chắn phải vượt qua cái bóng của anh Nguyễn Hải Phong. Kết quả Dũng Khánh nhận được 9 điểm từ hội đồng chuyên môn. Gương mặt cuối cùng của team Nguyễn Hải Phong là Bùi Công Nam. Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Chí Phèo, Công Nam đã mang đến ca khúc Chí Phèo trên dòng nhạc đồng quê. Huấn luyện viên Đức Trí hào hứng khẳng định, anh rất thích vì đây là một bài hát rất hay. Anh Phong đã đúng khi chọn em. Và em đã chứng tỏ cho mọi người biết em đã có một cú lội ngược dòng. Và cho tôi nói ngắn gọn như thế này, đây là bài hát hay nhất từ đầu chương trình đến bây giờ. Đặc biệt riêng câu hát Một Phút Thăng Hoa đã khiến cho bộ tứ quyền lực có một trận bình luận vui vẻ ngập tràn tiếng cười trên ghế nóng. Kết quả cuối cùng, Công Nam nhận được 27 trên 31 từ hội đồng chuyên môn. Sau 5 phần trình diễn và chấm điểm của hội đồng chuyên môn, đến lượt 3 huấn luyện viên Đức Trí, Giáng Son và Lê Minh Sơn sẽ chấm điểm cho thí sinh mà mình yêu thích nhất trong đội Nguyễn Hải Phong. Mỗi huấn luyện viên được phép cho 3 điểm cho một thí sinh mà mình yêu thích nhất. Lê Minh Sơn, Giáng Son và Đức Trí đều dành trọn 3 điểm cho Bùi Công Nam. Và lúc này số điểm của Công Nam là 36 điểm và là thí sinh đầu tiên team Nguyễn Hải Phong bước vào chung kết. Trên sân khấu còn lại Vicky Nhung, Phan Mạnh Quỳnh, Trần Dũng Khánh và Thế Lân. Lúc này Nguyễn Hải Phong sẽ là người quyết định ai sẽ là người đồng hành cùng anh bước tiếp vào vòng chung kết. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Hải Phong đã lựa chọn Phan Mạnh Quỳnh. Tập 8 Sing My Song bài hát hay nhất sẽ là màn ra mắt của đội Lê Minh Sơn, được phát sóng vào 21 giờ ngày 8 tháng 1 2017 trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.